Vâng, xin chào tất cả anh chị. Ở video này chia sẻ tới mọi người cách để chúng ta có thể pha tinh dầu kết hợp với cồn thơm trong giặt là công nghiệp để có một công thức chuẩn nhất, thì căn cứ vào chuyên môn trong ngành giặt là công nghiệp, căn cứ vào thực tế khi mà khách hàng trải nghiệm về dòng sản phẩm, chất lượng dịch vụ giặt là từng khu vực. Thì bản thân em chuyên tư vấn về ngành giặt là công nghiệp, thì trong quá trình tư vấn em đúc kết ra và có một cái công thức pha về tinh dầu chuẩn để giúp anh chị có một cái mùi hương lưu giữ, mùi hương thơm nâu trên đồ vải, đặc biệt là chăn. Và đối với dòng tinh dầu thì bên dòng sản phẩm bên em đang có 3 dòng. Một dòng sản phẩm đó là tinh dầu Comfort hương man mai và dòng Downy, và tiếp theo đó là một dòng hương tinh dầu nguyên chất nhập khẩu từ Đức, có kết hợp thêm đó là mùi hương nước hoa. Mùi hương rất là dễ chịu và nồng nàn, thơm nâu, đảm bảo sẽ làm hài lòng cũng như là anh chị khi sử dụng dòng sản phẩm sẽ có một cái chất lượng tốt khi chúng ta đầu tư về mô hình giặt là công nghiệp. Thì trong mô hình giặt là công nghiệp thì cái vấn đề lưu giữ mùi hương thơm nâu và cách để chúng ta xử lý các vết bẩn luôn là vấn đề mà được anh chị quan tâm nhiều nhất. Vâng, thì không phải để anh chị chờ lâu nữa thì em đã chia sẻ mọi người cách để chúng ta pha tinh dầu luôn. Đấy, đối với tinh dầu khi chúng ta sử dụng trong ngành giặt là công nghiệp, chúng ta căn cứ vào các yếu tố như là theo mùa, theo từng khu vực chúng ta làm giặt là. Nếu như miền Bắc thì chúng ta sẽ pha tỷ lệ khác, chúng ta sử dụng dòng sản phẩm Comfort hoặc Downy. Thế nhưng mà trong miền Nam thì đặc biệt đó là chúng ta mọi người dân sẽ giặt quanh năm, bởi vì nó không căn cứ theo mùa. Đấy, và quần áo là sản phẩm chủ yếu là người dân sử dụng trong dịch vụ giặt là tại khu vực miền Nam. Vậy thì đối với quần áo chúng ta cần sử dụng dòng sản phẩm gì ạ? Chúng ta cần sử dụng dòng sản phẩm lưu hương với dung dịch nhập khẩu từ Đức. Đấy, có chất lượng và cái mùi hương nó rất là dịu và dễ chịu. Nó phù hợp hơn khi chúng ta sử dụng dòng Comfort hoặc dòng Downy. Comfort và Downy là dòng sản phẩm phổ thông người Việt Nam chuyên dùng và được dùng phổ biến trong ngành giặt là công nghiệp đối với khu vực miền Bắc. Và đây là một chai tinh dầu khi mà em đã kết hợp pha theo tỷ lệ với cồn thơm. Vậy thì đối với miền Bắc thì vào mùa chăn thì chúng ta cần phải pha theo tỷ lệ 1, 5, 1, 7, 1, 10, 1, 12. Và khi nào chúng ta pha tỷ lệ 1, 5 ạ? Khi vào vụ mùa cất đi, chúng ta cần phải có một cái lượng mùi lưu giữ mùi hương thơm nâu trên đồ vải, và vào mùa giặt thường xuyên thì khách khi người ta qua lại thường xuyên, chúng ta cần pha theo tỷ lệ mùi hương thơm và mùi hương dễ chịu. Và với tỷ lệ pha 110, 112 thì dòng sản phẩm đã đảm bảo lưu giữ hương thơm nâu trên đồ vải từ 10 cho đến 15 ngày rồi. Đấy, và cách pha anh chị có thể sử dụng một cái ca chứa như thế này, có chia vạch mil anh chị nhé. Và nếu như chúng ta pha theo tỷ lệ 15 thì chúng ta sẽ rót, em đang là phân tích tượng trưng anh chị có thể hiểu được này. Tức là 1 phần tinh dầu này kết hợp với 5 phần cồn thơm. Thì 5 phần cồn thơm ở đây thì dung tích khi kết hợp cả tinh dầu và cồn nó sẽ lên tới dung tích tầm khoảng 1,2 lít là vừa anh chị nhé, đối với mùa giặt chăn cất đi. Còn đối với mùa giặt chăn chúng ta giặt thường xuyên mùa lạnh ấy, thì chúng ta sẽ pha tỷ lệ đó là 110 hoặc 112. Thì chúng ta có thể căn cứ qua những vạch mil này để chúng ta chia để có một cái tỷ lệ pha chuẩn nhất. Và cách pha đầu tiên, đây là dòng sản phẩm cồn thơm chuyên dụng dành trong công nghiệp. Cách pha chúng ta sẽ đổ cồn ra một cái cốc chứa trước này, sau đó chúng ta sẽ đảo anh chị nhé. Chúng ta đảo tầm khoảng 4-5 phút để cho cái mùi hăng của cồn nó bớt đi, bớt nồng đi. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp với tỷ lệ tinh dầu phù hợp. Đấy, chúng ta sẽ cho trực tiếp và chúng ta đảo cho em tầm khoảng 3-4 phút. Khi mà đảo xong rồi chúng ta để nắng cái bọt nắng lại. Đấy, sau đó chúng ta sẽ rót vào những cái bình chứa như thế này. Đây là bình xịt chuyên dụng dành trong giặt là công nghiệp. Với chiếc bình này thì đảm bảo sẽ cho cái hạt xương rất là nhỏ, ni ti, giúp chúng ta thẩm thấu đều lên bề mặt của đồ và chúng ta tiết kiệm tối đa về cái chi phí khi chúng ta sử dụng tinh dầu. Đấy, anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của em, đó là 0397742111. Vâng, chúc tất cả anh chị lựa chọn được những dòng sản phẩm tinh dầu và những cái ngành vật tư, sản phẩm vật tư trong ngành giặt là công nghiệp đảm bảo chất lượng và phù hợp với tài chính anh chị Chi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.